Chào mừng mọi người đến với kênh du lịch và ẩm thực cùng Cát Tường. Ba đứa em đi vô ăn phở trước, còn mấy đứa kia đi sau đi, không có chờ đợi được. Trong cái đó mình tới trước, đi dùm. Số 8 là lên nữa. Đó. Chào gì số 8. Cộng số 8. Vô đây chỉ có một cái ăn duy nhất đó là phở thôi. Hôm nay đoàn chúng em sẽ bay đi đâu quên rồi? Quy Nhơn. Đi Quy Nhơn nha quý vị nha, đi Quy Nhơn. 80.000 tô phở bò. Sao lại tôi thấy chương trình có giò móng giò heo bây giờ đấy. Không có nè, nói cho nghe, hồi nãy móng giò heo là 120, còn mình á là mình đặt có 80.000 thôi. Tao không đâu có đặt 80.000, tự động có tính tiền thôi chứ tao đâu có đặt 80.000. Tại nhìn thấy chị nó nghĩ là chị không phải đâu, tại nó nhìn chị không có tiền. Nó mới lấy, nó thấy chị, nó sợ chị không có 40.000 trả thêm cái giò. Chị xin bốn em đứa 10.000 được mà. Sao nãy chị không xin? Tô bún bò không bỏ trả, mình đâu có nói không bỏ giò heo đâu. Đâu, tại nó nhìn chị nó biết chị không có đủ tiền để trả cho nó 120.000. Thôi được rồi, đi ăn tập sở đi rồi ra Quy Nhơn mình kiếm đồ xuống máy bay là mình đi ăn liền nha. Bây giờ mấy đứa sợ mạng đi ra Quy Nhơn ăn cái gì ngon thì được đãi. Đâu có rẻ, đứa mang về rẻ tiền. Mấy cái đứa mà nghèo sáng này mặt phẩm nó nói như cái món ăn mà nó rẻ tiền. Trời ơi, vậy mình ta ăn phở. Ta ăn phở. Phở với bún bò thì nó cũng như nhau thôi. Không có giò. Tại vì ta không bỏ giò chứ đâu phải ta không bỏ giò. Tại vì nó nhìn mặt chị nó biết. Chị ra kia chị chén giò không coi. Tội quá à. Thôi. Dễ sợ luôn á. Nó nghĩ chị không có tiền á. Buôn bán mà không biết nhìn mặt ai có tiền ai không có tiền, khổ ghê luôn. Mà sao vậy, bé nó không hề hỏi chị lấy giò hay không đúng không? Tự nhiên mình kêu tôi muốn bò tôi phở thôi thì tự nhiên mặc định nó tính tiền chứ ta đâu có cái đồ nó muốn tính như nó tính chứ. Chị nào có tính tiền mà chị dặn nhớ em nè, tôi muốn là chỉ là 80. Mệt quá à, có cái giò thôi đó vậy đó. 80.000 phải không, góp ý mới được, khinh thường khách hàng. Khinh thường khách hàng. Ngon không? Ok cũng được, để đi ăn qua ngày. Ra Quy Nhơn ăn tiếp. Ăn qua ngày mà 80.000 vậy đó. Vậy nha. Ngon quá, cái mỏ mà ăn. Ôi. Trời mưa, đoàn tụi em bây giờ đi kiếm đồ ăn ở bãi biển mà nó mập là vậy hết trời, đâu có thấy biển đâu. Hình như đang làm mọi người. Ê, bên kia có gì kìa? Biển gì? Không, trên núi. Tượng đài Trần Đạo kìa. Dương vô. Dương vô. Tượng đài. Tượng đài Trần Đạo. Tường đẹp cũng qua nè, rồi về nghỉ ngơi, rồi trang điểm, rồi chiều đi diễn cái đã, rồi tối mới là đi chơi. Bây giờ mưa đi về cái nhà đó. Điện thoại này có chống nước không chị? Trời ơi. Bây giờ mọi người ơi, thì là có bão á mọi người. Cho nên là từ hồi sáng giờ xuống ấy, ở Quy Nhơn là mọi người thấy là xe đi cưa cây rất là nhiều luôn, để đảm bảo an toàn cho người dân khi là lưu thông trên đường phố đó quý vị. Bão gãy luôn kìa. Đó, bão gãy. Chỉ rồi là có một cái quán ăn đằng kia là cái quán ăn người ta đồ biển, người ta gọi là lại là đánh lưới bắt, người ta đánh lưới bắt luôn. Vô mưa. Nghe đồn ở đây là đồ đi chà lưới bắt cá thì luôn đúng không? A few moments later. Mùi thơm bốc ngái nghi ngút nè. Con ghẹ ở đây á, mặc dù là nó nhỏ nha quý vị, nhưng mà nó rất là chắc. Tại vì biển động cho nên ghẹ bự nó chạy ra biển hết rồi. Chỉ còn ghẹ nhỏ này thôi, nhưng mà chủ quán nó rất là tươi, rất là ngon. 320.000 một ký đó quý vị. Thấy không, đi diễn với bà bầu Cát Tường ăn sướng dễ sợ luôn á. Chắc thì chắc không? Chắc không? Rất là chắc, rất là ngon. Ở đây họ hấp, họ bỏ gừng, bỏ xả rồi cũng rất là thơm luôn nè. Rồi chúng ta ăn kèm nè, nhìn rau sống hấp dẫn không? Rồi xoài nè ha, chuối chát được, rất là ngon. Ở đây người ta chấm cái muối này tôi gọi là muối dẻo. Muối dẻo. Muối dẻo là cái muối người ta đã có pha chế rồi. Trời ơi. Chắc gãy răng quá. Nhưng mà nó nhỏ quá à.
Ôi trời ơi, trời ơi, sao nó nóng quá mẹ không nổi luôn hả? Ồ. Trời ơi, cá nướng hấp dẫn quá nè. Nãy nãy nó cá nên cá gì quên rồi. Cá đối. Cá đối hả? Cá đấu hả? Một người một con chấm muối ớt nha. Được á. Cá hấp dẫn á. Đếm đầu người luôn vậy đó hả? 2, 4, 6, 7 đứa, 7 con. Khỏi dành lộn. Ủa, cái này anh bỏ hơn vậy? Bỏ nào. Chăm chú quá vậy cưng. Làm quá chăm chú quá. Thì mì nết na ghê, đi nước ngoài về phong cách ăn hải sản có khác ha. Ăn hải sản ăn đũa ha cưng ha. Mập địch à, mập địch. Mập địch à, mập địch. Dạ. Ăn bớt bớt lại cưng. Em ăn kiêng. Ờ, không, hải sản không có mập, ăn xoài, ăn xoài. Dạ. Ừ, dĩa xoài, ăn xoài đi cưng. Đúng rồi, ăn cái đó không có mập nha cưng nha. Dạ. Ừ, ăn đi. Mực nè. Mực nhỏ quá vậy, ở đây cái gì cũng nhỏ nhỏ ha. Lắm cái mắm gừng nè. Rồi, tự ăn nè. Có một món đặc sản ở đây là con tôm, mà không biết. Con tôm này theo như Tường biết là gọi là con tôm bún đi, nhưng mà ở đây thì người ta gọi là con tôm gì đó, tôm vỗ, tôm vỗ, tôm vỗ. Đó, rút ra hai bên cắt thẳng ra, chặt lên. Đó. Tôi nó có miếng thịt vậy thôi hả? Đúng rồi. Đó, như cái đầu. Rồi như vậy thôi hả? Nữa. Đúng rồi, bẻ nó ra. Ủa, nóng quá vậy. Đó chị. Ăn này nhớ bên Úc quá. Thấy sao chị? Ngon nè. Thịt nó làm sao? À, trong này còn nè chị, sao lấy ra nha. Có gạch ở trong nè quý vị. Sẽ lấy muỗng mình múc và lấy đũa mình múc cái gạch ra ăn. Ngon. Anh cho biết. Hai con này đi con có hơi khác nè. Hơi khác đâu. Con đất nó. Được. Cái gạch nó đi chứ đâu có khác. Nè, cái gạch trong đầu nữa nè. Ăn được không mày? Được. Em nghĩ là chị bé ăn dễ hơn. Ừ, ngon nha, là béo lắm á. Béo. Chị rút được nguyên coi không rút được vậy. Nó lắc lên. À, ăn một dĩa không có đã, phải thêm một dĩa thứ hai. Kiếm lột con da đít ra xong cái kéo gì? Lên. Sao? Lột da đít ra hả? Ừ, lấy cái muỗng rồi múc lên. Sao lại vậy đó? Cái da nè, cái lột cái da nè. Cái da này lột đi từng đúng rồi. Ăn cái da luôn. Ăn luôn hả? Nãy ăn thử như em ăn từ da, em ăn từ xương như rong biển luôn á. Đúng rồi. Ngon nha em. Rồi lột một bên. Giống như đi ăn ở Phan Thiết mà cái con cá bò hòm gì đó. Rồi cho nó lấy cái muỗng ra. Múc ngược lên là được nguyên miếng cá. Ui da nó nóng muốn chết nè. Không có trứng mà ơi, bữa nãy người ta bi nó hên, nó ăn sao chúng miếng cá có trứng mình ăn. Nè, con này em nghĩ là có trứng nè. Ăn cái miếng đó, ôi rồi. Không có trứng. Ăn sao chị, ngon không? Béo, thơm lắm, ngon lắm. Ngọt lắm. Có làm sao mà ăn dĩa được kia dĩa nữa. Ngon.
À, thật sự á, cua ghẹ mình ở Sài Gòn mình có ăn nhưng mà cá nướng mình ăn cá vô Sài Gòn đâu còn được tươi đâu. Khá ngon. Da cũng giòn ha. Cái đầu béo ghê. Nãy tao bỏ đầu mày. Nè nhai đầu luôn hả? Từng nhai đầu, nhớ rồi. Trời ơi, hào nhiều quá ha. Trời ơi, tôi cháu hào hào không à. Tôi nói đại gia các tường một khác nhà đãi ăn hào không. Mày múc mấy chén đầu mà hào không, cái chén sau hết hào tao quýnh mày bỏ máu không luôn á con. Mày múc cái chị chứ bớt. Cộng hành, cái miếng nước. Hành nhỏ thôi nè. Trời ơi, bự quá chị ngại ăn. Nó dạng liền. Để ăn hết con gạch luôn, con ghẹ mà gạch quá trời luôn, gạch dằn ôm luôn nè. Ghẹ nhỏ mà gạch dằn ôm luôn à. Ăn hết này đã, mọi người ăn cháo trước đi. Em phải ăn thì có con gạch. Cô Bi đưa đây. Ghẹ, gian, ướm, gạch. Trời ơi, có cái cục gạch nè. Trời ơi, con ghẹ. Thích rồi ha. Nè, dễ sợ chưa. Có cái thằng coi dầm miệng nè, mập địch dầm miệng nản ghê luôn. Thì ngon thì em dòm, nó gì đâu. Cháo đi, đạm bạc. Cháo mà đạm bạc, cái này là phải cháo trắng mà đạm bạc. Thì nó cũng đạm bạc rồi chứ. Cháo hào. Cháo hào người ta mà nó có đạm bạc. Sơn hào hải vị đó, anh có biết nằm trong cái top đó không? Khổ quá. Khổ lắm, bởi đi chung xô chị đường không bao giờ ốm nổi. Không bao giờ ốm nổi. Anh ở nhà anh tự làm gì? Anh tự làm bánh gan, tự làm bánh lăng. Anh đã đi Nhật là đã mập rồi. Bây giờ anh nhìn mọi người xung quanh đi, ai đi ăn, ăn đúng khẩu phần. Rồi mọi người đi diễn, mọi người đi diễn với chị Tường sao? Anh không đi Nhật, anh đi Nhật anh đi có 3 ngày thôi, cái mặt anh nó lên hả? Trồng cho như cái mông thôi. Bây giờ số lớn nhất anh đi làm nhà tôi. Cháo ngon. Mọi người ơi, mọi người coi bão nè, bão ở Quy Nhơn nè. Cây cối nó tróc gốc hết trơn luôn đó quý vị, cho nên người ta phải đi cưa hết, mọi người thấy không? Tróc gốc hết trơn luôn, thấy ghê chưa? Đó, bão nó bứng gốc lên hết trơn luôn. Mọi người ta phải đi cưa hết trơn. Ghê thiệt luôn. Ồ, vậy là bão lớn lắm, may ghê. Vậy là nhóm Cát Tường ra diễn là lúc này là đã hết bão rồi quý vị, mưa phùn thôi à. Bây giờ chỉ còn mưa phùn thôi chứ không còn bão nữa. Ghê quá ha cả nhà. Ồ, tao đi đốn cây hết trơn. Trời ơi, tao đợt này diễn xong tao giải tán, tao thề năm sau mà Omo có mời tao diễn nữa cũng không bao giờ tao mời tụi bay. Coi đó con được không? Mình thì đi diễn, mình còn đấu giá đâu đồ nữa. Tụi nhỏ diễn xong, tụi nó thuê xe. Chút nữa sẽ cho chị đi cái trải nghiệm cái xe này. Tụi bay đi đâu vậy? Trời ơi. Rồi chị diễn vui nha các bạn. Rồi đó được. Được vậy luôn á hả mấy đứa? Trời đất ơi. Rồi bỏ hai đứa già lại đây thiệt luôn á hả trời. Trời ơi, nó đem về cho tụi tôi bịch đồ ăn với Quách Ngọc Tiên. Đó. Rồi tụi nó đi uống cà phê rồi. Trời ơi là trời. Ê, ở đây có cái quán gì nè Tiên. Nè quán nè. Đó, nghĩ sao mà cái đám em út tôi á, trời mưa gió, hai đứa tôi diễn xong rồi, tụi nó đi chơi từ cái lúc mới có 5-6 giờ mấy giờ, 6 giờ, mà bây giờ là 8 giờ 10 mà chưa quay về đó. Đó, đó bỏ hai chị em như hai con cút. Trời, thì mưa gió bão bùng, ăn chơi sướng chưa? Hả? Tao trừ lương tụi bay, tao nói thiệt, tao thề. Vô đây chị. 3.2 được rồi. Người ta hốt chứ phải mình hốt nè. Rồi, ngồi xuống. Anh ơi, móc. Lạnh quá. Rồi có chỗ ăn chưa? Rồi bây giờ chỉ gần tính xèo tôm nhảy. 8 giờ rưỡi tối rồi chưa được ăn cỗi quý vị ơi. Và đây là quán anh tài xế đã dẫn đến một cái quán bánh xèo tôm nhảy đặc sản của Quy Nhơn. Đúng rồi, cho ráo ráo dầu, dầu ngon. Chúng ta sẽ có bánh xèo tôm, bánh xèo bò, bánh xèo mực để xem cái nào ngon hơn nha quý vị. Cho nó giòn giòn nha chú.
dẫn quá, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Cái này là tôm. Đi chơi là no rồi. Ăn cái gì mà quạo ăn nè. Gì mà ăn. Thì tụi em có ăn cái gì đâu, thiệt luôn. Thôi, không có ai tin tụi bay đâu nha. Thôi bây giờ đói quá rồi, mình đừng có bày đặt rồi làm rau đồ chi cho nó mệt vậy. Quất luôn đi. Nè. Vậy luôn nè. Giòn. Giòn gụm nè. Ngon. Cái nào bởi mình nó tan người luôn á. Ngon tiên. Ngon. Ngon hơn bánh chè miền Trung mà mình ăn. Tôm ngon. Ngon quá à. Đỡ là tôm ngon. Đỡ nói là giờ mới làm bánh tráng. Chị chắc là chị của chị. Cảm ơn. Cái bò đâu? Hả? Em miếng bò vô. Chị nói cái này mua về là quả hả? Cái nhà là cắt mà cũng giòn, mà cắt được mày. Mấy bò đây nha, có gì nhiều lắm nha. Trời, cuốn hết không chị? Em thấy nó bự vậy? Một cuốn nó phải nhiều vậy. Rau ngon nè. Bên đó bò. Bên này bò. Có nhiều. Từ người ta đem ra. Hai bên gì giống nhau. Nó lo. Mà bánh tráng nhiều quá anh chị. Trời, cắt cho bạn miếng bánh thịt tôm đây. Đừng có đau rồi, bánh tráng. Đau, đó là đau. Thì chắc ăn hết bên ngoài. Giòn hả chị? Bò thơm nha. Thôi, cứ như bò xào với xả. Bò xào xả rất thơm. Anh tài xế cho giới thiệu đúng quán. Mai quá vậy, tụi mình đâu bị trừ lương hả? Không trừ. Cũng trừ rồi. Liên quan. Được. Thiệt. Anh đi đâu phải quay phim là không trừ tiền đâu cứ. Ủa mất gì vui hả Bi? Em ăn rồi em. Kính thưa quý vị, và bây giờ là 9 giờ đêm ở Quy Nhơn. Tuy nhiên là vì thời tiết là mưa bão. Ủa? Son tôi còn không vậy mấy đứa? Còn. Tại do thời tiết mới còn viền son mà. Thời tiết mưa, thời tiết mưa bão quá cho nên bây giờ là cũng không biết đi đâu. Cho nên là định có một cái tiết mục là về khách sạn nhậu. Đó, chứ bây giờ mưa quá rồi còn gì nữa đâu à. À, ăn một cái bữa rồi đó. Cô giáo cái chuyện không? Bánh xèo tôm nhảy rất là ngon. Thế vậy kiếm mua mực. À, nguyên một nhóm ăn uống no say là hết 600 ngàn. Một nắng. À, thì bây giờ là đi một vòng quanh thành phố ra quảng trường Quy Nhơn nè đó. Rồi đây có xong chỗ rồi là nhậu. Đi về khách sạn. Ngày mai thì chúng em sẽ đáp chuyến bay vào 6 giờ sáng, chúng em sẽ đi ra phi trường để về lại thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc hành trình một ngày tại thành phố Quy Nhơn. Rồi sau đó nghỉ có ngày chứ nhiều. Có ngày chứ nhiều. Rồi qua bữa sau gặp rồi. Đó là sao? Thì nghĩ phải anh thấy tôi nó mua đồ quá trời khổng. Sau Quy Nhơn là tụi em sẽ tiến ra Đà Lạt. Sau Đà Lạt chúng em sẽ tiến ra Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột xong về Sài Gòn lại. Xong rồi tụi em sẽ đi Cần Thơ. Cần Thơ. Rồi mời quý vị vô Lai Show. Quý vị hãy theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Trí. Mọi người hãy theo dõi kênh YouTube MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường để theo dõi hành trình của show lần này quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị, và nhớ nhấn subscribe để theo dõi kênh của Nguyễn Trí Cát Tường. Hiện tại là phát sóng định kỳ vào lúc 19:30 thứ năm và thứ bữa nay thứ mấy là chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường, và nhớ subscribe theo dõi kênh của mình nha. Tạm biệt. Mọi chi tiết quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.